Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào đang có thời gian rảnh ở mùa dịch như này, các bạn có nhu cầu muốn làm YouTube thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu. Thì phần 1 của video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ kit mà các bạn có thể đầu tư ban đầu để chúng ta bắt đầu làm YouTube. Thì mình đã bật kiếm tiền vào khoảng tháng 6 năm ngoái, tức là thời điểm hiện tại thì đã hơn 1 năm rồi. Và cái thu nhập thì nó không có cao, nhưng mà nó là nghề tay trái các bạn, mà không phải là nghề chính của mình, và nó đủ để cho mình trang trải thêm những cái khoản khác, ví dụ như là đầu tư thêm máy quay cũng như là thỏa mãn đam mê và nhất thời gian. Thì ở bên này đây là một cái bộ kit mà mình đã đầu tư từ lúc đầu tiên đến bây giờ và mình thấy nó vẫn còn rất là ok, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Trước khi mà các bạn bắt đầu làm một cái video, một cái kênh, một cái channel gì đó trên YouTube hay là trên TikTok, thì các bạn cần phải tính rằng là mình sẽ đầu tư bao nhiêu và mình sẽ thu lại như thế nào. Thì đây là một khoản đầu tư nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà cái nội dung của các bạn nó hay và hấp dẫn thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể sớm lấy lại được những cái đồng vốn mình bỏ ra nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu dần dần cho các bạn những cái quá trình mà mình làm YouTube như thế nào. Tại vì từ trước nay thì mình làm YouTube mình đều edit đều trên điện thoại hết nha các bạn, và nó cũng đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Tại vì cái nội dung của mình làm thì nó khá là đơn giản, nó không có phức tạp lắm, nên là điện thoại nó sẽ đáp ứng được. Ở bên này á, trong phần 1 của video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái phụ kiện mà mình đã sử dụng trong khoảng 1 năm nay để mình làm YouTube. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là một cái chân bạch tuộc nha. Cái chân này trên thị trường có giá khoảng 200 ngàn thôi. Chân này thì rất là tiện lợi, ngoài việc làm tripod thì các bạn có thể bẻ cong để móc mở các cái cửa hoặc là lan can cầu các thứ nha. Thì nó sẽ tạo cho mình những cái góc quay thú vị, rất là rẻ, khoảng 200 ngàn. Cái chân này ngoài việc nó chắc chắn ra thì nó không có cái bộ head này. Bộ head này trên này rất là chất lượng, các bạn có thể chỉnh góc máy, ví dụ như là mình có thể chỉnh góc máy đứng hoặc là chỉnh góc máy ngang tùy theo cái loại video mà các bạn làm, TikTok hay là YouTube. Thì đầu tư một chân máy như vậy nó khá là rẻ các bạn, khoảng 200 ngàn nha. Cái tay này, cái tay ngang này thì mình mua ở trên Metrophone, một cái shop trên mạng phụ kiện ở Hồ Chí Minh á, cũng khá là rẻ, có mấy chục ngàn đó các bạn, 70-80 ngàn á, bằng nhôm nha, khá là cứng cáp, và nó sẽ có thêm hai cái đầu ốc 1/4 nữa để mình có thể gắn thêm đèn led và gắn thêm một cái mic Boya. Mic Boya M1, một trong những cái mic mà mình sử dụng rất là nhiều trong khoảng thời gian mình làm YouTube, thì nó có giá khoảng 400-500 ngàn tùy từng shop. Và nếu mà các bạn cảm thấy nó chưa đạt yêu cầu của các bạn thì mình có thể mua thêm những cái mic mắc tiền hơn, hoặc không các bạn có thể mua mic không dây hoặc là mic có dây, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng nha. Mình thường sử dụng cái mic này tại vì nó thu âm hai hướng trước và sau cũng khá là tốt thôi, không tốt lắm, nhưng mà cũng đáp ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra thì ở đây thì mình sẽ có thêm một cái đèn flash, đèn led hỗ trợ sáng của Ulanzi có mã là VL49, dung lượng là 2000mAh với 5 cấp độ sáng nha, 5 cấp độ sáng rất là sáng luôn các bạn. Thì cái đèn này nó hỗ trợ cho mình thêm trong quá trình mình quay phim lúc mà nó thiếu sáng, nên mua cái đèn này khoảng 250, và một cái kẹp điện thoại chắc chắn rồi, kẹp điện thoại. Bắt đầu thì khi mà các bạn chưa có tiền đầu tư một cái máy ảnh thì tốt nhất là mình nên sử dụng những cái điện thoại. Ở đây thì mình sử dụng một cái kẹp điện thoại có giá khoảng 40 ngàn, và một cái máy Vsmart Aris có giá thị trường khoảng 3 triệu đổ lại thôi các bạn, không có mắc tiền đâu. Camera trước của Aris thì nó khá là tệ, nhưng mà camera sau thì nó có khả năng bắt nét khá là nhanh. Vì thế nếu mà các bạn bắt đầu mà muốn làm vlog thì các bạn có thể sử dụng cái máy này và sử dụng camera sau nhưng không phải camera trước. Cũng như là cái máy này thì khi mà các bạn tải về những ứng dụng để edit phim, ví dụ như là Filmora Go hay là PowerDirector hay là KineMaster, thì cái khả năng xử lý của nó khá là tốt. Vậy thì tổng cái bộ này hết bao nhiêu tiền nha? 250 với cả 250 nữa là 500 là 1 triệu. 1 triệu với cái này là khoảng 120.000 nữa là 1.120.000, mà thêm cái máy nữa thì nó dao động một khoảng trên dưới 4 triệu một tí là các bạn đã có thể bắt đầu làm vlog rồi. Thì thực ra khoản đầu tư 4 triệu mình nghĩ là khoản đầu tư không có quá lớn, và nếu các bạn thực sự có đam mê và các bạn muốn giết thời gian rảnh của mình, tại vì YouTube nó sẽ giúp cho các bạn giết thời gian rảnh rất là tốt. Ví dụ ngày xưa rảnh mình hay chơi game, thì bây giờ rảnh mình hay mình ngồi mình nghĩ ý tưởng, hoặc là không mình tư duy để mình làm những cái video, hoặc là không thì mình ngồi mình quay, mình dựng, mình edit, thì nó sẽ giết cái thời gian rảnh của các bạn. Thời gian rảnh nó sẽ sinh ra cho bạn thêm những cái khoản tiền để chúng ta có thể trang trải cho cuộc sống. Thì đây là cái bộ kit cơ bản nhất mà mình hướng dẫn cho các bạn.
Trong những cái video phần sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách để sử dụng những cái phần mềm ở trên điện thoại Android để các bạn có thể tiến hành edit như là chúng ta học kỳ như thế nào. Thì đầu tiên nha, các bạn nên đầu tư cho mình một cái bộ như vậy. Chẳng hạn các bạn đang sử dụng những cái máy nó có chất lượng cao, mắc tiền và có chất lượng camera tốt như là iPhone hay là những cái dòng máy cao cấp của các hãng flagship chẳng hạn, thì ok, có tuyệt vời đấy. Còn nếu mà không có thì mình có thể đầu tư những cái thiết bị như vậy đây, rất là rẻ nha, khoảng hơn 1 triệu là một cái bộ này, và mình có thể tận dụng được cái camera của các bạn. Khi mà các bạn quay á thì ngoài cái việc mà hình ảnh đẹp thì âm thanh cũng phải tốt, do đó mình mới mua ở ngoài. Trường hợp mà các bạn không có hình ảnh đẹp lắm nhưng mà các bạn vẫn có âm thanh tốt thì chắc chắn là vẫn sẽ thu hút được khán giả. Trước khi mà mình đi sâu vào làm nội dung á thì mình nên đầu tư vào những cái khoản bên ngoài trước, những cái thiết bị nhỏ nhỏ như vậy. Một cái bộ như vậy thì mình nói nha, khoảng hơn 1 triệu thôi là các bạn đã có thể bắt đầu chúng ta làm vlog, chúng ta livestream bán hàng, chúng ta có thể review sản phẩm rất là ok, với đèn trợ sáng, với máy quay, với micro và với chân máy, rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video. Nếu có thể video hay và hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về vấn đề là sẽ bắt đầu làm YouTube như thế nào thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới, cũng như là liên hệ lại số Zalo của mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau nữa của cái chuỗi series này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể bắt đầu kiếm tiền, bắt đầu làm YouTube như thế nào. Cảm ơn các bạn đã có chút thời gian để lắng nghe.